lầm lạc chúng sinh, đầy dòng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân cô quý số thô thú ca ta sơ ca vô cô sơ ca thú ca mô quá lá thầm bá sơ ca cô niên đa bá sân sa di hán à đá rô quá rô hoành đà má hành tăng ná ra phù. Cái này giác cần tăng bảo trên vong Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lệ thiếu pháp phàm dân ai bì. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà ná tí giá tê chê ná sĩ thà mê ê tú quá thà nàng ta xà bí à nú phà quê ná sá hạ xà dê ná sĩ xà tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 144. Xin chào cô tu nữ tự duyên vừa đến với Pháp hội. Rồi bây giờ đưa bài học lên cho cô tu nữ tự duyên thấy ha. Aso yatha phatro kasa niwitho. Aso yatha phatro kasa niwitho. Aso yatha phatro kasa niwitho. Rồi bây giờ qua câu số 2. A ta pino sang we gino phat wa tha. A ta pi no sang we vi no phát hòa tha. A ta pi no sang we vi no phát hòa tha. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này nhá. A so ya tha phát do ca sa ni vi tho. A ta pi no sang we vi no phát hòa tha. Aso yatha phatro kasa niwitho ata pino sangwe gino phatwa tha. Aso yatha phatro kasa niwitho ata pino sangwe gino phatwa tha. Quý vị thấy dài ha, câu hơi khó à. Và cuối câu số 2 nó là đoạn âm nữa à, cho nên bài học này chúng ta phải chú tâm. Rồi qua câu số 3, câu số 4. Sát thà yát si lê na chát quý rí dê na chát. Sát thà yát si lê na chát quý rí dê na thát. Sát thà yát si lê na cha quý rí dê na cha. Rồi câu 4. Sa ma thi na tham ma a quý nít cha dê na cha. Sa ma thi na tham ma quý nít cha dê na cha. Chữ quý hay chữ quý? Thôi cứ để ra đi. Rồi xíu phần tư vấn giải quyết. Câu thứ tư. Sa ma thi na tham ma ni quý nít cha dê na cha. À hơi chắc chắc ha. Rồi bây giờ câu 3, câu 4. Sát tha ya si lê na cha quý rí dê na cha. Sa ma thi na tham ma quý nít cha dê na cha. Sát tha ya si lê na cha quý rí dê na cha. Sa ma thi na tham na quý nít cha dê na cha. Sát tha ya si lê na cha quý rí dê na cha. Sa ma thi na tham ma quý nít cha dê na cha. Khó đọc chứ không phải dễ đâu. Rồi câu 5, câu 6.
sambandha vichcha charana patik sata sambandha vichcha charana patik sata sambandha vichcha charana patik sata. Và câu cuối cùng, chahi sattha dukkhamidang anappakkhang, chahi sattha dukkhamidang anappakkhang, chahi sattha dukkhamidang anappakkhang. Hôm nay câu năm câu sáu, sambandha vichcha charana patik sata chahi sattha dukkhamidang anappakkhang, sambandha vichcha charana patik sata chahi sattha dukkhamidang anappakkhang, sambandha vichcha charana patik sata. Rồi bây giờ ôn lại từ trên xuống dưới. Asuyathapat prokasani vittho atatino sangve kino phavatha santhayasile nacha viriyena cha samadhinam dhamma vinicca charana patissata chahissata dukkhamidang. Cái này đọc mệt nghỉ à, bởi vì cuối câu là đoạn âm không à, cho nên quý vị có thể mệt dừng lại nơi trường âm nào đó cũng được. Rồi xin ôn lại. Asoyathapat rokasaniwit Tho Atatino Sangve Kino Phavatha Sattayasile Nacha Viriye Nacha Samadhinam Dhamma Vinicca Yena Sambandha Vichcha Charana Patissata Chahi Rồi bây giờ coi như thêm một lần nữa ha, à, về cái giọng kinh quý vị đọc chậm chậm à, bài này khó. Asoyathapat rokasaniwit Tho Atapino Sangve Gino Phavatha Sattayasile Nacha Viriye Nacha Samadhinam Dhamma Vinicca Yena Cha Sambandha Vichcha Charana Patissata Chahi Sattha à, như người hiền chạm roi hãy nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tấn thiền định cùng trực pháp minh hạnh đủ chánh niệm đặng đoạn khổ này vô lượng. Rồi bây giờ qua giọng kệ nè, à, giọng kệ cũng hơi khó chứ không phải dễ. Rồi đưa bài học lên cho sư Phước Sang thấy ha. Bây giờ chúng ta kể một lần hai câu ha, một lần hai câu để cho quý vị chú ý, bởi vì kể phải nương nhau một lần hai câu. Asuyatha phan rokasaniwin thu atapino sangwe gino
Hoa tha đọc lại Asoyatha phan rukasa nevin thu atapino sang vegino phawatha đọc lại ha Asoyatha phan rukasa nevin thu atapino sang vegino phawatha làm lại để quý vị thấy rằng hai câu nó nương nhau. Asoyatha phan rokasa nevin thu ngata pino sang vegino phawatha. Rồi bây giờ qua câu số 3, câu số 4. Sathayasi le naviri Riyena cha Samathina Thammavini Chayena cha Sathayasi Lena cha Vi Riyena cha Samathina Thammavini Chayena cha Santhaya Santhayasi lên na cha quy riêng na cha samathina tham ma quy niệm cha diên câu ba câu bốn Santhayasi lên cha quy Diyena cha Samathina Thammavini cha Diyena cha. Rồi bây giờ câu 5 câu 6 à. Một lần hai câu. Sampannavit cha charana patisanta cha hi satha đúng kami đắng anam bạc cần sambanna quyến cha charana pasi đọc lại chỗ này bị vấp sambanna quyến cha charana patisatha cha hi satha đúng kami đắng anam bạc Sambanna vinh cha charana patisata cha hi sa tha đúng kami đắng anam bạc cần Sambanna vinh cha charana patisata cha hi sa tha đúng kami đắng anam bạc cần Rồi bây giờ ôn lại từ trên xuống dưới bởi vì nó khó cho nên phải đọc lần hai câu hai câu Asoyatha phan rokasa nevin thu ngata pino sang vegino pha hoa Sathayasi le na cha vi diye na cha samathina thammavini cha diye na cha sambanna vin cha charana patisata cha hi satha đúng kami đắng anapa cần đọc lại Asoyatha phan rokasa nevin thu ngata pino sang vegino phawatha Sathayasi le na cha vi diye na cha samathina thammani vinic cha Sambanna vinh cha charana patisata cha hi sa tha đúng kami đắng
Anapanasati. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhật tâm mang hại với tiếng giới, tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp. Minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Rồi, bây giờ xin mời quý vị ha. Rồi, si mê ta, si tim, si không mai. Đây là một bài kệ khó. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim, cô Hồng Mai. Dạ, cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Cảm ơn cô Đờ Men. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 144 ạ. À. So yatha phát ro ca sa ni quýt thô a ta bi nô sang quê di nô pha hòa tha sát tha giá si lê na cháu quý ri dê na cha sa ma thi na tham ma quý nít cha dê na cha sâm ban na quýt cha cha ra na bát tít sa ta cha hít sa tha đúc kha mi đằng a nắp bạc căng. Dạ, con xin phân tích áp trường âm nhấn xô, trường âm thông thường giá đoạn âm, tha trường âm thông thường phát, trường âm nhấn rô, trường âm thông thường cá đoạn âm, sa trường âm thông thường ní đoạn âm, quýt trường âm nhấn thô trường âm thông thường, a ta hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, nô trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, rí đoạn âm, nô trường âm thông thường, phá đoạn âm, gia trường âm thông thường, thá đoạn âm. Con đọc lại câu 1 và câu 2. At so yatha phát ro ca sa ni quýt thô a ta bi nô sang quê ri nô pha gia tha. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Sát trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, giá đoạn âm, si lê hai trường âm thông thường, ná chá quý rí bốn đoạn âm, dê trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm, xá đoạn âm, ma trường âm thông thường, thí đoạn âm, na trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, má quý hai đoạn âm, ních trường âm nhấn, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm, sách tha giá si lê na cha quý ri dê na cha sa ma thi na tham ma quý nít cha dê na cha. Và con xin phân tích tiếp câu 5 và câu 6. Xăm trường âm nhấn, banh trường âm nhấn, ná đoạn âm, quýt trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, chá rá hai đoạn âm, na trường âm thông thường, bá đoạn âm, tít trường âm nhấn, xá đoạn âm, ta trường âm thông thường, chá đoạn âm, hít trường âm nhấn, xá thá hai đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khá đoạn âm, mí đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a đoạn âm, nắp trường âm nhấn, bá đoạn âm và căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sambanawit cha charana batit sata chahit sata duk khami đằng anapakang. Dạ, con xin đọc lại từ đầu. Atso yatha phát ro kasa ni vít thô a ta bi nô sang quê ri nô pha gia tha sát tha ya si le na cha quý ri ye na cha sa ma thi na
tham winit cha ye na cha samban na wit cha charana batit sata cha hit sata dukkami dang anap bakang at dạ để con kéo xuống con đọc một lần nữa at so yatha phat ro kasa ni wit tho ata bino sang we ji no pha ya tha sat tha ya si le na cha vi ri ye na cha sa ma thi na tham ma vi na cha ye na cha sam ban na vut cha cha ra na ba ti sat ta cha hit sat tha duk kha mi đằng anap ba căng như ngựa hiền chạm roi hãy nhiệt tâm hăng hái với tính giới tinh tấn thiền định cùng trật pháp minh hạnh đủ chánh niệm đoạn khổ này vô lượng. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và câu pháp cũ này nó vừa dài mà vừa khó nữa, và còn cố gắng kể. Atso yatha phat ro ka sa ni vut tho a ta bi no sang we ji no pha ya tha sat tha ya si le na cha wi ri ye na cha Samathina Thamma Vinit Chaye Na Cha Sambanna Vut Charana Patit Sata Chahit Satha Dukkhami Dang Anappakang. Dạ con đã đọc xong và kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Thi Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Đã bài khó rồi, sư không nói à cái này khó nhưng mà cũng đọc cũng được. Chẳng hạn gì, trời khó dữ nha, khó dữ nha. Sư hù tụi con sợ cũng chết luôn vậy đó. Làm sao mà ngày dám đọc nữa. Mình trong lớp bây giờ vô có mấy mạng hả? Trời ơi trời, đọc xong chừng 5-6 người là hết người rồi. Tới khi làm sao đây? Chà, làm tới sư đừng cá hù nữa, sư hù là con sợ quá đi thôi đó. Thôi để con trả bài đi, con thấy sư đọc con dài là phải khó rồi. Sư đừng có hù lần tới, sư đừng có hù nữa, sư ơi, sư hù lần con sợ con cung quá trời, con cung quá trời luôn vậy. Thôi giờ con xin trả bài, để sư nói bà tám nó nhiều quá, để con xin trả bài. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú 144, quý vị nghe rõ không? Tôi thấy âm thanh quý vị cho là Hồng Mai, cảm ơn Hồng Mai cô Mr. The Man 45 gì đó, cho tín hiệu. Vậy là chắc nghe rõ không, nghe trục trặc hết. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú 144 dòng cho kỹ nha, dài thòm luôn vậy đó. Atso yatha pharo kasani vittho ata vino sangwe vino phawa thasattha cha si le na cha vi ye na cha samma thi na thamma vitt nit cha ye na cha sampan na vitt cha cha ra na patissata cha hissata dukkha mit dang anatta kang Atso yatha pha ro kasa ni vittho ata pino sangwe hino phawa tha sattha yasi le na cha viri ye na cha samma thi na tham ma vitt nip cha ye na cha sam thành na vitt cha cha ra na patit sata cha hit sata dukkha mit dang anap tha khang. Con xin phân tích bài này chia làm hai đoạn đi, một lần ba câu. Con xin phân tích câu số 1, số 2 và số 3. As chừng âm ngắn, so chừng âm thông thường, giá đoạn âm, tha chừng âm thông thường, phá chừng âm ngắn, quên nữa. Cái chữ R nó nhỏ quá, đứng kế bên không thấy, lần trước bị lộn rồi. Tha
là trường âm ngắn, rô trường âm thông thường, cá đoạn âm, sa trường âm thông thường, mí đoạn âm, quýt trường âm ngắn, thô trường âm thông thường. Câu số 2, a ta hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, nô trường âm thông thường, săn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, gí đoạn âm, nô trường âm thông thường, thá đoạn âm, qua trường âm thông thường, thá đoạn âm. Câu số 3, sắc trường âm ngắn, tha trường âm thông thường, giá đoạn âm, chi lê hai trường âm thông thường, ná chá quý ví bốn đoạn âm, dê trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Nói có cô Mít Đà thấy sư Phước Sang hả? Tôi đâu thấy sư Phước Sang đâu. Không thấy á. Sư Phước Sang là tên gì vậy? Bộ có nickname mới hả? Dạ, con đọc lại đây. Con sẽ đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 3, câu 4, câu... đọc lại câu 1, câu 2, câu 3 và đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Aso yatha pha go kasa ni vittho a ta phi no sang quê yi no pha hoa tha sắc tha yá si lê na cha vi vi về na cha sa ma thi na thầm ma vít nít cha về na cha sầm thành na vít cha cha ra na pha tích sa ta cha hít sa tha đúc kha mít đằng an nắp ta cần. Phân tích câu số 4, xá đoạn âm, ma trường âm thông thường, thí đoạn âm, na trường âm thông thường, thâm trường âm ngắn, má quý hai đoạn âm, nít trường âm ngắn, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm. Câu số 5, sầm băm hai trường âm ngắn, ná đoạn âm, quýt trường âm ngắn, cha trường âm thông thường, chá rá hai đoạn âm, na trường âm thông thường, bá đoạn âm, tít trường âm ngắn, xá đoạn âm, ta trường âm thông thường. Câu cúng cụi hai câu cuối cùng, chá đoạn âm, tít trường âm ngắn, xá thá hai đoạn âm, đúc trường âm ngắn, khá mí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nắp trường âm ngắn, tá đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Sa ma thi na tham ma quy nít cha về na cha sầm thành na quýt già cha na ra. Sa ma thi na tham ma quýt nít cha về na cha sầm thành na quýt già cha na ra. Patit sa ta cha hít sa tha đúc kha mít thần anap pha khăn. Aso yatha pharo kasa ni vittho ata pino sangwe hino pawa ta sakta yasi le na cha wiri ye na cha sama tina tham ma vut nip cha ye na cha sam pan na vut cha cha ra na patit sata cha hit sata duk kamit dang anap pakhang. Aso yatha pharo kasa ni vittho thô a ta phi no sang quê ghi no pa wa tha sắc tha ya si lê na cha vi vi ye na cha sa ma thi na tham ma vut nít cha ye na cha sam thành na vut cha cha ra na pa tích sa ta cha hít sa tha anap pa căng. A to ya ta pa go ka sa ni vut thô a ta phi no sang quê gì pha hoa tha sạch tha ya chi lê na cha quỳ vi dê na cha sầm ma thi na tham ma quýt nít cha dê na cha sầm phan na quýt cha na na pháp tích sa ta cha hết sa tha đu ca mi đăng anap pha khăn.
Hình như con kệ có thiếu không biết nữa, cái con kệ lên lần nữa. À so ya tha pa go kha sa ni quýt thô a ta pi no sang quê đi no pa wa tha sạc tha ya si lê na cha vi vi dê na cha sam ma ti na tham ma quýt ni cha dê na cha sam thân na quýt cha ra na na pa tích sa ta cha hết sa tha Dukkhamidang anapakkhang. Như ngựa hiền chạm đôi, hãy nhiệt tâm hân hái với giới, với tính giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ, chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 144. Ừ trời ơi, thấy rồi, thấy ba bông bông mai màu hướng dương chàng kè luôn, chắc không có chuyện gì. À, thưa thư các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử, con có đọc điều gì sai xin sửa cho con biết, và con xin xuống máy, con xin trả máy mời người kế tiếp, hình như Hồng Mai phải không? Và con xin chúc các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng được một ngày an vui. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính lễ sư Phước Sang, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đoàn. Dạ, cảm ơn chị Kim đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú số 144. Aso Yatha Phatro Kassa Niwit Tho a ta pi no sang we gi no pha hoa tha sát tha ya si le na cha vi ri ye na cha sam ma thi na tham ma vi nip cha ye na cha sam pan na vi cha cha ga na pa tis sa ta cha hi sa ta duk kha mi dang anap pa kang Aso yatha phato kassa niwitho ata pino sangwe gino pha hoa tha sát tha ya si lê na cha vi ri ye na cha sa ma thi na tham ma vi nít cha ye na cha sam pan na vi cha cha ga na pa tis sa ta pa his sa tha duk kha mi dang anap pa kang. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. As trường âm nhấn, so trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, phát trường âm nhấn, rô trường âm thông thường, cá đoạn âm, sa trường âm thông thường, ní đoạn âm, vít trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, a ta hai trường âm thông thường, ký đoạn âm, nô trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, gí đoạn âm, nô trường âm thông thường, phá đoạn âm, qua trường âm thông thường, thá đoạn âm. Aso yatha phatro kassa niwitho ata pino sangwe gino pha hoa tha. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sát là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, giá đoạn âm, si trường âm thông si lê hai trường âm thông thường, ná chá quý rí bốn đoạn âm, dê trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm, xá đoạn âm, ma trường âm thông thường, thí đoạn âm, na trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, má quý hai đoạn âm, nít trường âm nhấn,
chá đoạn âm, dê trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm. Sắp tha ya si le na cha vi ri ye na cha sa ma thi na tham ma vi ni cha ye na cha. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. Sam pan hai trường âm nhấn, ná đoạn âm, vít trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, chá rá hai đoạn âm, na trường âm thông thường, tá đoạn âm, tis trường âm nhấn, xá đoạn âm, ta trường âm thông thường, chá đoạn âm, his trường âm nhấn, xá thá hai đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khá mí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nắp trường âm nhấn, tá đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sampanavit cha cha na tatis sata cha his Sathaduk kami dang anapakang. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 144. Aso yatha fatro kasa niwitho atapino sangwegino phawata sat thayasile na cha viriye na cha sama thina thamma vinit cha ye na cha sampannawit cha cha na patis sata cha his sata duk kami dang anapakang aso yatha fatro kasa ni witho atapino sangwe gino phawatha satha yasile na cha wiriye na cha samathi na tham ma winit cha ye na cha sampanna wit cha cha na patis sata cha his sata duk kami dang anapakang. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tính giới tinh tấn, thiền định cùng trực pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin đọc kệ. Asoyatha Phatokasa Nivitho Atapino Sangwegino Phawatha Sathayasi Lenachawi Riyenacha Samathina Thamawinincha Yenacha Sampana win cha cha na patisata cha hisata dukamidang anapakang asoyata patrokasa niwito atapino sangwegino fawata sataya silena cha wiriyena cha Samathina tamawi nitya yena cha Sampanna win cha cha na patisata cha hisatha dukkhamidang anampakang. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉ sửa giùm ạ. Dạ xin con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp. Alo, xin hỏi mọi người có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn sức Hồng Mai, cảm ơn The Man, dạ, cảm ơn Phật Hạnh, dạ, cảm ơn Mẹ Sư Mẹ Tà. Giờ là con đọc câu pháp cú 144. Dạ, câu này thì tương đối khó cho nên con tập đọc và tập theo đọc nãy giờ vẫn còn nhấp. Con thấy chưa có ai giơ tay thì con giơ tay trước để rung không có trống nào. Dạ, con giờ con chỉnh âm thanh cho con.
tí xíu là con đọc. Aso yata fato kasa nivito atta pino samve kino favata satta yasile nata viriye nata sa samatina thamma vinicaye nata sam sampanna vicca carana carana patissata cahisata dukkhang nidang anapakang. Con đọc lại từ đầu. Asoyata fato kassa nivitto atapino sangve gino Favata sattaye sile na caviriye na ca sangmatina sangmatin sangmatina thammavini ca ye na ca sampanna vicca cara na patisattha cahi satha dukkhang midang anapakang. Dạ con xin đọc và phân tích câu 1, câu 2 ạ. Aso yatha fato kassa nivitto atta pino sangve kino favata. Cứ dính chỗ này không. Aso yatha fato kassa nivitto atta pino samve gino favata. Dạ. As là trường âm nhấn, so trường âm thông thường, yat trường âm yat đoạn âm, tha trường âm thông thường, pha trường âm nhấn, rô trường âm thông thường, ca đoạn âm, sa trường âm thông thường, ni vit ni nít trường âm đoạn âm nít đoạn âm viết trường âm nhấn thô trường âm thông thường a ta hai trường âm pít đoạn âm no trường âm thông thường sang trường âm đọc theo dạng nguyên âm v trường âm thông thường gít đoạn âm no trường âm thông thường phát đoạn âm và trường âm thông thường thác đoạn âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2 và đọc tiếp câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Aso yatha fato kassa nivitto attapino samvegino favata sattaye silena ca viriye na ca samathina thamma thamma vinicchayena cha. Con xin đọc lại câu 3 và câu 4. Sattaye sile na cha viriye na cha samathitha thamma vinicchayena cha. Yeah. Sa là trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, giá đoạn âm, si trường âm thông thường, lê trường âm thông thường, na cha hai đoạn âm, vi ri hai đoạn âm, dê trường âm thông thường, na cha hai đoạn âm, sa đoạn âm, ma trường âm thông thường, thi đoạn âm, na trường âm thông thường, tham trường âm nhấn, ma vi hai đoạn âm, nít trường âm nhấn,
cha đoạn âm, ye trường âm thông thường, na cha hai đoạn âm. Con xin đọc câu 5 và câu 6, sau đó phân tích. Sambanna vicacarana patisatha patisatha cahisatha dukkhamidang anapakkhang. Con xin đọc lại. Sambanna vicacarana patisatha cahisatha dukkhamidang kami đang anapakkhang. Sam là trường âm nhấn, pan là trường âm nhấn, na vi là hai đoạn, na là đoạn âm, vi là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, cha ra là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, pa là đoạn âm, tis là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, cha hít cha là đoạn âm, hít là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, ta là trường âm, sa tha là hai đoạn âm, sa tha là hai đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, kham đúc là trường âm nhấn, kha là đoạn âm, mi là đoạn âm, đăng là trường âm nhấn, a là đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, bát là đoạn âm, khăn là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại câu 5 câu 6. Sambanna vicca carana patissatha cahisatha dukkhamidang anapakkhang. Dạ, con xin đọc lại toàn câu và đọc câu dịch nghĩa tiếng Việt. Asoyatha patro kasanivitho atapino sang về kino pha và tha sát tha ye si lê na vi ri ye na cha samma thi na thamma vi ni cha ye na cha sampanna vi cha cha ra na pati sát tha patisatta cahisatta dukkhamidang anapakkhang. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tính giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Câu dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Asosatha phato kasavito atapino favekino favata satha yesilena cha vire na cha samathina thamma vichicha yena cha sambanna vicacarana pasatha cahisatha dukkham midang anapakkhang. Dạ, con xin kể lại ạ. Asoyatha phato kasan nivito atapino samvegino favata satta yesin lena
cha vi ri ye na cha sa ma thi na tham ma vi ni cha ye na cha sa pa na vi cha ra ra na pa di sa ta cha hi sa tha do kha mi tang a na pa kam. Dạ con xin hết ạ. Dạ, câu này đúng là rất khó cho nên con cũng chập đi chập lại rồi mong quý vị có thể là sửa bài cho con ạ. Dạ con xin chào lại đảnh lễ ngài Chí Đức, con xin thành kính đảnh lễ ngài Đức Trang, rồi con xin kính lễ quý bà cô tu nữ, và con xin kính chào quý đạo hữu. Hồi nãy con quên chào đạo tràng ạ. Dạ con xin sám hối vì cái này. Dạ con xin dừng lại mic. Alo 23123 cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Đệ Duyên, chờ chút ha. Sư Kim bắt lỗi ý của huynh Hạnh Phước. Cha hít sạch tha, ở chỗ chữ hít đó là trường âm nhấn. Sư Kim bắt lỗi chỗ đó ha. Nhưng mà trường âm nhấn chữ hít là đúng rồi. Nhưng mà còn một từ nữa mà huynh Hạnh Phước đọc đó là trường âm nhấn, tức là đúc khá mí đăng. Chữ đăng này không phải là trường âm nhấn. Chữ đăng này là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ cuối cùng á, đúc khá mí đăng, thì huynh cho rằng chữ đăng này là trường âm nhấn. Bài này khó, nhưng mà huynh đã đọc được như vậy là rất là tiến bộ, rất là tiến bộ. Rất là xa tú huynh. Trên cái tinh thần học hỏi, có những vị vào room này rất là lâu nhưng mà thấy bài khó quá cũng bỏ của chạy lên người. Cho nên khi mới đến đạo tràng á, Sư Kim nói sao bữa nay thưa thớt không có bao nhiêu người, thì bài học khó thì coi như là ít người học thôi. Nghĩa là nắng mưa là bệnh của trời, mà khúc cua là bệnh của đời học sinh, phải không? Bài khó thì phải né ra, nhưng mà né thì không có tiến bộ. Rất là tán thán tinh thần của huynh Hạnh Phước ha. Câu phát ngôn khó mà vẫn lên đọc để mình thấy được cái sai của chính mình, đó là một cái sự tiến bộ. Rồi bây giờ xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đức Tuệ Đức, kính lễ chư tôn Đức Tăng trong đạo tràng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, kính chào mến chào đạo tràng. Sau đây xin con xin đọc câu pháp cú số 144 ạ. Dạ cảm ơn cô Kim đã cho biết tín hiệu. Aso ya tha pha ro ka sa ni vi tho a ta bi no sang ve gi no pha pha wa tha sa tha ya si le na cha vi ye na cha sa ma thi na tham ma vi ni cha ye na cha sam ban na vi cha vi cha cha ra na ba tít sa tà cha hít sa tha đúc khá mít mi đằng a nát ba cần a sô ya tha pha rô ca sa ni vít thô a tà bi nô sang về ghi nô pha
và tha. Át là trường âm nhấn, xô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, ô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, vít là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường. Câu số 2, a ta là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, v là trường âm thông thường, gí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, va là trường âm thông thường, thá là đoạn âm. Câu số 3 và câu số 4. Sát tha ya si le na cha vi ri ye na cha sa ma thi na tham ma vi ni cha ye na cha. Sát là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, si lê là hai trường âm thông thường, ná chá, ví rí là bốn đoạn âm, dê là trường âm thông thường, ná chá là hai đoạn âm, xá là trường đoạn âm, ma là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, má ví là hai đoạn âm, nít là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, ná chá là hai đoạn âm. Câu số 5 và câu số 6. Sam ban na vi cha na cha ra na sam ban na vi cha ra na pa ti sa ta cha hít sa tha đúc khá mi đằng an na ba cần. Sam là trường âm nhấn, sam ban là hai trường âm nhấn, ná là đoạn âm, vít là trường âm nhấn, cha là đoạn trường âm thông thường, chá rá là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, tít là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, hít là trường âm nhấn, xá, thá là hai đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá, mí là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, náp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A so ya tha phat ho ka sa ni vi tho a ta bi no sang ve gi no pha va tha sa tha ya si le na cha vi ri ye na cha sa ma thi na tham ma vi ni cha ye na cha sam ban na vi cha cha ra na pa ti sa ta cha hít sa tha đúc kha mi đằng anapa cần. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin kệ. Asayatha farokasa nivitho atabino samvagino favatha sathayasi lena chaviriye na cha samathina thamma thamma vinicca yena cha sambanna vicca rana patissata cha hisatha dukkhamidang anappakang. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức,
Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý cô tu nữ và thân trà, quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin kệ kinh Pháp Cú, đọc kinh Pháp Cú số tiêu rồi, số 144. Dạ, cảm ơn ngài Như Hoàng. Atso yatha patro kasanivitho atapino samwe gino phawatha satha yasile nachawiye nachasamathina thamma winichaye nachasambanavichacharana batik sata chahit sata duk kamidang anap bakang hát trường âm nhấn so trường âm thông thường giá đoạn âm tha trường âm thông thường phát trường âm nhấn rô trường âm thông thường các đoạn âm sa trường âm thông thường ní đoạn âm, vít trường âm nhấn, thô trường âm thông thường. Đoạn 2, a ta trường âm thông thường, bí đoạn âm, nô trường âm thông thường, xăng trường âm nhấn, quê trường âm thông thường, ghi đoạn âm, nô trường âm thông thường, phá đoạn âm, qua trường âm thông thường, thá đoạn âm, sát trường âm thông thường, tha, sát trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, giá đoạn âm, si, lê trường âm thông thường, ná, chá, quý, dí, ná, chá, quý, dí, bốn đoạn âm, dê trường âm thông thường, ná, chá, hai đoạn âm. Đoạn 4, xá đoạn âm, ma trường âm thông thường, thí đoạn âm, na trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, má quý hai đoạn âm, nít trường âm nhấn, chá đoạn âm, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm, chị Kim nói gì đây, sam quê ghi nô, sam là trường âm nhấn. Dạ cảm ơn chị. Dạ chị sam, sam trường âm nhấn, ban trường âm nhấn, ná đoạn âm, quýt trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, chá rá hai đoạn âm, na trường âm thông thường, bá đoạn âm, tích trường âm nhấn, xá đoạn âm, ta trường âm thông thường, chá đoạn âm, hít trường âm nhấn, xá tá hai đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khá mí hai đoạn âm, đăng trường âm giọng nguyên âm, á đoạn âm, náp trường âm nhấn, bá đoạn âm, căng trường âm giọng nguyên âm. Atso yatha patro kassa nivitto ata atapino samwe gino phawathasattha yasile nacawiriye nacasamathina thamma vinicchaye nacasambanna viccha charanapatissatta. Chahitha sa đúc
Kami đằng anh bắt cần cái gì nữa đây, không phải xăm là về trường âm đọc theo nguyên âm. Thôi để chút nhà chỉnh lại chứ bây giờ tự nhiên bị ở ngoài mới vô cho nên mắt nó lem nhem. Dạ cảm ơn chị. Rồi bây giờ kể nè, bài này hơi khó kể nha. Apso yatha patro kasani vitho atapino samgwe gino phawatha sattha yasile na cha vidiye na cha samma samati na thamma vini cha ye na cha sambanna vichana charana patiksata chahi sattha dukkhamidam anapakam aso yatha patro kasa nivitho atapino samgvegino pavatha sattha yasile na cha vidiye na cha samati na thamma vini cha ye na cha sambanna vicha charana patisata chahi sattha dukkhamidam anapakam. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tính giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, bây giờ tự nhiên thấy tín hiệu của Tina. Dạ, kính mời Tina. Dạ, con kính cảm ơn cô. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô, tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 144. Aso yatha patro kasa niwitho atapino sangwe kino phawatha sattha yasile na cha viriye na cha samathina thamma vinicchaye na cha sampan na wit cha cha ra na pati sata cha hi sa tha dum kha mi tang anap pa kang aso yatha vato kasa ni wit tho ata pi no sang we ki no va wa tha sata ya si le na cha wi ri ye na cha samathi na thamma wi ni cha ye na cha sampan na vicha charana patisata chahisata dukkhamidam anappakam. Con xin phân tích câu 1 và 2. Aso yatha vajo kasa niwitho atapino sangwe kino va vatha. As trường âm nhẫn, so trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, va đoạn âm, rô trường âm thông thường, khá
Dạ con xin lỗi, cho con xin bài lại, con bị rớt ra ngoài rồi. Dạ con xin phép được đọc lại. As trường âm nhẫn su trường âm thông thường giá đoạn âm tha trường âm thông thường phá đoạn âm rô trường âm thông thường khá đoạn âm sa trường âm thông thường ní đoạn âm quýt trường âm nhấn thô trường âm thông thường a ta hai trường âm thông thường phí đoạn âm nô trường âm thông thường sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm quê trường âm thông thường gí đoạn âm nô trường âm thông thường phá đoạn âm qua trường âm thông thường thá đoạn âm asu yatha phatro kasa niwitho ata pino sang quê kino phá hoa thác câu 3 và 4 sát tha giá si lê na cha quý rí dê na cha sa ma thi na tham ma quý nít cha dê na cha sát trường âm nhấn tha trường âm thông thường giá đoạn âm si trường âm thông thường lê trường âm thông thường ná chá hai đoạn âm quý rí hai đoạn âm dê trường âm thông thường ná chá hai đoạn âm xá đoạn âm ma trường âm thông thường thí đoạn âm na trường âm thông thường thâm trường âm nhấn má quý hai đoạn âm nít trường âm nhấn chá đoạn âm dê trường âm thông thường ná chá hai đoạn âm sát tha giá si lê na cha quý ri dê na cha sa ma thi na tham ma quý ni cha dê na cha câu 5 và 6 sam pan na quý cha cha ra na pa thi sa ta cha hi sa tha cha hi sa tha duk kha mi tang anap pa kang sam trường âm nhẫn pan trường âm nhẫn na đoạn âm quý trường âm nhẫn cha trường âm thông thường chá rá hai đoạn âm na trường âm thông thường phá đoạn âm thít trường âm nhấn xá đoạn âm ta trường âm thông thường chá đoạn âm hít trường âm nhấn xá thá hai đoạn âm đúc trường âm nhấn khá đoạn âm mí đoạn âm đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm á ná á xin lỗi á đoạn âm nắp trường âm nhấn bá đoạn âm căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sampanna vicca charana patissata chahissata dukkhamidang anappakang con xin đọc lại bài asso yatha phatro kassa niwitto atapino sangwe kino phawa thasattha yasile na cha viriye na cha sammathina dhamma vinicchaye na cha sampanna vicca cha cha ra na patissata cha hissata dukkhamidang anappakang như ngựa hiền chạm roi hãy nhiệt tâm hăng hải với tính giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp minh hạnh đủ chánh niệm đoạn khổ này vô lượng của hòa thượng Thích Minh Châu. An su ya tha phan chu ka sa ni win tho a ta pi no sang we ki no pha wa tha san tha ya si le na cha win re ye na cha sa ma thi na tham ma wi nin cha ye na cha sang phan ni win cha cha ra na pha thin sa ta cha hin sa tha dung kha mi đăng anam pa khang an su ya tha phan chu tha sa ni win thu an tha phi no sang vi ge ki no pa wa tha san tha ya si le na cha vi ri ye na cha samma thi na tham ma vi nin cha ye ni na cha sampanna vinca charana patin sata jahin satha dungkha midang anam pakam. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Thầm, dạ nam mô Sanh Thầy, dạ con kính đảnh lễ ngài Chư Đức Chư Tôn Đức Tăng.
kính lạy các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu tốt và con xin trả bài câu kinh pháp cú 144. Aso yatha phatro kasa nikvitto ata bino sam we chino phawa tha sat tha yasi le na cha wiri ye na cha. Dạ con xin đọc lại. Sat tha yasi le na cha wiri ye na cha sam ma thi na tham ma winit cha ye na cha sam ban na wut cha cha ra na batis sata cha his sat tha dukham dukha mi dang anappa kang. Con xin đọc lại. Aso yatha phatro kasa niwitho atabino sangwe chino phawa tha sat tha yasi le na cha wiri ye na cha sam ma thi na tham ma wit nit cha ye na cha sam ba na wit cha cha ra na patis sat tha cha his sat tha. Dạ, cha hít sát tha. Con xin lỗi mọi người. Cha hít sát tha đúc kha mít đằng anap ba cằn. Như ngựa hiền chậm rồi hãy nhiệt tâm hăng hái với tính giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp. Minh hạnh đủ chánh niệm đoạn khổ này vô lượng. Bán dịch qua thân thích minh châu. As trường âm nhấn sô trường âm thông thường. Giá đoạn âm tha trường âm thông thường, phá đoạn âm trô trường âm thông thường, khá đoạn âm xa trường âm thông thường, ni đoạn âm quýt trường âm nhấn, thô trường âm thông thường. Aso yatha pha trô kasa nít quýt thô a ta hai trường âm thông thường, bí đoạn âm nô trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, trí đoạn âm nô trường âm thông thường, phá đoạn âm qua trường âm thông thường, thá đoạn âm atta vino sang quê chino phá qua thá aso yatha phá lô khát xa mi quýt thô atta vino sang quê chino phá qua thá. Xá trường âm nhấn tha, tha trường âm thông thường, giá đoạn âm si, lê hai trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm, quý rí hai đoạn âm, ná chá quý rí bạc bốn đoạn âm, dê trường âm thông thường, ná đoạn, ná chá hai đoạn âm, sách thà giá si, lê ná chá quý rí dê ná chá, xá đoạn âm ma, trường âm thông thường, thí đoạn âm na trường âm thông thường, thầm trường âm nhấn, má quý hai ní à, má quý hai đoạn âm, nít trường âm nhấn, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm, sách thà giá si lề ná chá lý dề ná chá sầm mà thi nà thầm má quý nít cha về na cha sầm trường âm nhấn sầm bàn hai trường âm nhấn na đoạn âm which trường âm nhấn cha trường âm thông thường cha ra hai đoạn âm na trường âm thông thường ba đoạn âm this trường âm nhấn xá đoạn âm ta trường âm thông thường sầm bàn na which cha cha ra na Batisana Sata Cha đoạn âm his trường âm nhấn xá đoạn âm xá thát hai đoạn âm đúc trường âm nhấn khá đoạn âm mít đoạn âm
Đoạn trường âm đọc theo giọng nguyên âm á, đoạn âm nát, trường âm nhấn bá, đoạn âm thăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang ban na wit cha cha ra na ta tis sa ta ta sa ta cha his sa ta duk kha mi đằng anap pa căng. Con xin đọc lại. Aso yatha phatro kasa wit aso yatha phatro kasa ni wit tho a ta bino sang quê chino pha hòa tha sát thà giá xì lê na cha ri dê na cha sầm na cha xá. Dạ con xin sám hối con đọc lại. Sát thà giá xì lê na cha ri dê na cha xá mà thi nà thầm má quý nít cha về na cha sầm ban na wit cha cha ra na patisata cha hisata dukham mi đăng anapakan. Con đọc lại thêm một lần nữa thôi. Aso yatha phatro kasa ni wit tho a ta bi no sang we chi no pha wa tha sat tha yasi le na cha vi ri na cha sa ma thi na tham ma vit nit cha ye na cha sam ban na vit cha cha ra na batis sa ta cha his sa tha duk kha mit dang anat ba tang. Như ngựa hiền chạm rồi hãy nhiệt tâm hăng hái với tinh tấn thiền định cùng trật pháp, mình hành đủ chánh niệm đoạn khổ này vô lượng. Bản dịch qua Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin ngài Đạo Tràng chỉnh sửa. Con xin trao mic lại cho vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, hôm nay con vô trễ và con xin phép được đọc câu pháp cú số 144 ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Aso yatha phatro kassa niwitho ata bino sangwe gino phawa thasattha yasi len nachawiri ye nachasama thina thammawin thamma winit cha ye na cha samban na wit cha cha ra na patisata cha hisatha dukhang khamidang anapakang. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Aso yatha phatro kassa niwitho ata pino sangwe gino phawa tha. As trường âm nhấn, so trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, phát trường âm nhấn, rô trường âm thông thường, cá đoạn âm, sa trường âm thông thường, ní đoạn âm, quýt trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, a ta hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, nô trường âm thông thường, săn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, gí đoạn âm, nô trường âm thông thường, phá đoạn âm, qua trường âm thông thường, thá đoạn âm. Câu số 3 và câu số 4. Sattha yassi le nacha viri ye nacha samathina thamma winit cha ye nacha. Sat trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, giá đoạn âm, si lê hai trường âm thông thường, na cha hai đoạn âm, quý rí hai đoạn âm, ye trường âm thông thường, na cha hai đoạn âm, xá đoạn âm, ma trường âm thông thường, thí đoạn âm, na trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, má đoạn âm, quý đoạn âm, nít trường âm nhấn, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm. Và câu số 5 và câu số 6. Samban na vicca charana patissata cha hissatha dukkha midang anappakan.
Sâm trường âm nhấn, Panh trường âm nhấn, Ná đoạn âm, Quýt trường âm nhấn, Cha trường âm thông thường, Chá rá hai đoạn âm, Na trường âm thông thường, Bá đoạn âm, Tích trường âm nhấn, Xá đoạn âm, Ta trường âm thông thường, Chá đoạn âm, Hít trường âm nhấn, Xá thá hai đoạn âm, Đúc trường âm nhấn, Khá mí hai đoạn âm, Đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Á đoạn âm, Nắp trường âm nhấn, Bá đoạn âm, Căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại ạ. Aso yatha fatro kassa niwitho ata bino sangwe gino fawa thasatha yasil yasile nachawiri ye nachasamathina thammawinit cha ye nachasambanna wiccha charana patissata chahissatha dukkhamidang anap Bakang Aso yatha fatro kassa niwitho ata bino sangwe gino fawa thasatha yasile nachawiri ye nachasamana nachasamathina thammawinicca ye nachasambanna wiccha charana patissata Chahit sathadukhamidang anapakang. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái, với tín giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Asoyatha fadrokasa niwito atabino sangwegino fawata satayasile nachawiriyenacha samathina thammawinicca Sambana vidya charana patisata chahisatha dukkhamidang anapakang asoyatha fatrokassa niwitho atabino sangwegino fawatha Sathasyasile nachawiriyenacha Samathina thammawinicca yenacha Sambannavicca charanapatissata Chahisattha dukkhamidang anapakang. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin nhân mít lại cho đạo tràng. Sa thủ Huynh Giang Nhật Hà. Dòng kinh cũng hay mà dòng kệ cũng hay. Và qua giọng đọc rõ ràng của Huynh Giang Nhật Hà, cô tu nữ Phúc Hạnh ha, Sít Hà, à, nghe rõ chữ Pháp Cô. Cái chữ Pháp Cô, khi mà chúng ta đọc như vậy thì nó không phải là đoạn âm mà nó là trường âm nhấn ha. Đa số quý vị đều bóp ở chỗ này ha. À, điển hình như là cô tu nữ Phúc Hạnh vừa rồi này, Siết Hà vừa rồi thì đọc là Pháp Cô ha, nhưng mà đã cho đó là trường âm, à, đó là đoạn âm và trường âm thông thường. Đây là một câu khó, không phải là hai câu cuối, câu số 2 là trường âm, cho nên chúng ta đọc một hơi và mời thiền nghĩ. Như Huynh Giang Nhật Hà thì quý vị thấy đọc hai hơi ha. Aso yatha patro kassa mikvikho ata pino sangwe gino phakwa thasatha yasile nacha viriye nacha samathina. Dừng lại chữ chữ na và một hơi nữa thì chấm dứt. Thamma vinic
ye na cha sam ban na vi cha cha ra na pa ti sa ta cha hi sa ta duk kha mi dang na nap ba cang. À, như vậy thì nếu mà hơi dài thì chúng ta đọc hai hơi để dừng lại nó trường âm ha. Rồi bây giờ thời gian không còn nhiều, chúng ta đi vào ý nghĩa tự vận và chúng ta nghe gương sự câu Phật ngôn 143 và 144. À, câu đầu tiên Aso Yatha Phatro Kasa Nivitho. À, ý Yatha nhanh chút ha. Ý Yatha là ví như, Aso là con ngựa, Phatro là hiền, ví như con ngựa hiền. Rồi, rồi chữ cuối cùng Kasa Nivitho. Chữ Kasa Nivitho, ở đây chữ Kasa có nghĩa là cây roi ha. Rồi Nivitho do từ Nivitha, đây là một động từ đã được chạm vào, tức là con roi đã chạm vào. À, ví như ví như con ngựa hiền mà bị con roi chạm vào ha. Rồi bây giờ qua câu số 2. Atapino sangwe kino phakwa tha. Atapino do từ atapi, đây là một danh tính từ nam tính, nhưng mà đứng làm chủ từ số nhiều ha. Đứng làm chủ từ số nhiều có nghĩa là Bathama Bahuvachana Vipatti. Atapino có sự nhiệt tâm, có sự nhiệt tâm. Rồi rồi sao nữa, Sangwegino. Sangwegino đây cũng là một danh tính từ nam tính và được đứng làm chủ từ số nhiều. Bathama Bahuvachana Vipatti. À, Sangwegi ha. Bạn biến thành Sangwegino, có sự hăng hái. À, có sự hăng hái. Rồi Pháp Hòa Tha. Pháp Hòa Tha, đây là căn ngữ phu, một động từ số nhiều, có nghĩa là là, có nghĩa là là. Vậy thì Aso Yatha Phatro Kasa Nivitho Atapino Sangwe Gino Phakwa Tha, ví như con ngựa hiền điều khiển bởi cây roi, các ngươi hãy có sự nhiệt tâm, có sự năng nổ. Hai câu này cho chúng ta ý nghĩa. Tự như con ngựa hiền được điều khiển bởi cây roi, các ngươi hãy có sự nhiệt tâm, có sự năng nổ. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ha. Lại qua làm Thiết Như Hoàng biết không kịp luôn ha. Câu số 3. Sắp thai gia xì lề na cha vi ri về na cha samma thi na ha. À, không sao mà dài quá nhỉ. Sắp thai gia xì lề na cha vi ri về na cha. Chỉ sắp tha, đây là một danh từ nữ tính akaranta ithi linga, và sắp tha được chia theo sử dụng cách số số ít. Sử dụng cách số ít có nghĩa là Satya Vipatti Ekavachana. Chỉ Satya biến thành Satya, với niềm tin, bằng niềm tin. Satya bằng niềm tin, với niềm tin. Rồi chữ Silena do cái chữ Sila. Sila là một danh từ trung tính Akrantana Pumsakalinga, và cũng được chia theo sử dụng các số ít ta thì gia quy pháp tí e ca vô trần á, cho nên si la biến thành si lê na. Si lê na là với giới hạnh. Rồi chá là bà ha. Vi ri về na,
Viriya na do cái từ Viriya. Viriya cũng là một danh từ trung tính, Akran Tanapum Sakalinga, và được chia theo sử dụng các số ít ta thị giá quy phát tí e câu quay trình á. Cho nên quý đề giá biến thành quý rí dề na bằng sự tinh tấn. Bằng sự tinh tấn. Câu này có nghĩa là với niềm, bằng niềm tin, với giới hạnh, bằng sự tinh tấn. Rồi, tiếp tục câu số 4. Câu số 4. Samathina thamma vinicchaye nacca. Câu số 4. Thamma Samathina do cái từ samathi. Samathi là một danh từ nam tính, karanta pumlinga, và samathi được chia theo sử dụng các số ít ta thì giá quy pháp thi e ca vách trần á. Cho nên chữ samathi nó biến thành samathina. Samathina với sự định tĩnh, với sự định tĩnh. Rồi, thamma vinicchaye na. Ở đây do hai từ thamma. Thamma là pháp, akaranta pumlinga, nó là một danh từ nam tính. Rồi vinicchaye nó cũng là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga. Chỉ thamma là pháp, vinicchaye có nghĩa là sự thẩm định, sự phân tích. Sự thẩm định, sự phân tích. Mà ở đây được gọi là trạch pháp, thẩm định, phân tích. Mà đây gọi là trạch pháp. Như vậy thì ở đây với sự định tĩnh, với sự thẩm định về pháp, với sự định tĩnh, với sự thẩm định về pháp, đó là ý nghĩa câu số 4. Rồi bây giờ qua câu 5 và câu 6. Thời gian trôi nhanh quá. Câu 5. Sambanna vicca charana patissata. Chữ Sambanna vicca charana, ở đây chữ tiếp đồng ngữ sang ở phía trước ha. Rồi chữ panna, rồi chữ vicca, rồi chữ charana. Chữ Sambanna có nghĩa là đã được đầy đủ, đã được đầy đủ. Do cái động từ sampajjati ha. Rồi vicca-charana, chữ vicca có nghĩa là tri kiến hay là minh. Rồi charana có nghĩa là hạnh hay là việc làm, hạnh hay là việc làm. Ở đây ngài còn có cái động từ patissata ha. Patissata là có niệm, có tinh tấn. Patissata có niệm, có tinh tấn. Vậy thì với câu này ngài hòa thượng dịch rằng minh hạnh đủ chánh niệm. Rất là ngắn gọn ha. Sambanna là đầy đủ, vicca là minh, charana là hạnh, patissata là có niệm, có sự tỉnh giác. Có niệm, có tỉnh giác. Thì ngài hòa thượng dịch là minh hạnh đủ chánh niệm.
Và câu cuối cùng, sao chơi hết sản phẩm tham mỹ đằng nắp bạc tầng như là vậy hả? Là rồi hả? Cầu vui cha hết sa thác đúc kham mỹ đắng à lập bạc cần chữ cha hết sa tha. Cha hết sa ta đây là một động từ số nhiều ha, hãy dứt bỏ, hãy tiêu trừ, hãy diệt trừ. Cha hết sa tha động từ số nhiều. Rồi chữ đúc kham mỹ đắng do cái từ đúc khăn cộng với y đăng mà đúc khăn là do từ đúc kha, nó là một danh từ trung tính akran tanapum sakalinga. Đúc khăn được chia theo đối các số ít đu tỳ giáo vì phát thi ekavachana, ý nghĩa là đau khổ, đau khổ rồi cộng với y đăng đau khổ này ha. Đúc kham y đăng tức là đau khổ này. Rồi anapakkhang chúng ta thấy tiếp đầu ngữ anh là phía trước đối với appakka, chữ ăn có nghĩa là không, appakka có nghĩa là ít ỏi, thì anapakkhang ở đây có nghĩa là không phải là nhỏ nhoi, không ít, không phải là nhỏ nhoi, không ít, mà không nhỏ nhoi, không ít, ý nghĩa là to lớn, là vô lượng. Ngài Hòa Thượng dịch là vô lượng, đoạn khổ này vô lượng. Hãy dứt bỏ, cho hết sạch hả, hãy diệt trừ đau khổ này sẽ vô lượng. Rồi như vậy thì ý nghĩa của Phật ngôn 144, ví như con người hiền được điều khiển bởi cây roi, các ngươi hãy có sự nhiệt tâm, có sự năng nổ với tiếng giới tấn định và sự thẩm định về pháp, có minh và hành đầy đủ, có niệm, các ngươi hãy dứt bỏ khổ đau này, không phải là nhỏ nhoi. Xin lặp lại, ví như con ngựa hiền được điều khiển bởi cây roi, các ngươi hãy có sự nhiệt tâm, có sự năng nổ với tiếng giới tấn định và với sự thấm định về pháp, có minh và hành đầy đủ, có niệm, các ngươi hãy dứt bỏ khổ đau không phải là nhỏ nhoi này. Rồi Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: người hiền chỉ thấy bóng roi, tinh cần giới đức sáng ngời tín tâm, định thiền trạch pháp suy tầm, kiên trì đạo hạnh trong ngần như gương, đủ đầy chánh niệm lên đường, những người như vậy tai ương tận lìa. Người hiền chỉ thấy bóng roi, tinh cần giới đức sáng ngời tín tâm, định thiền trạch pháp suy tầm, kiến tri đạo hạnh trong ngần như gương, đủ đầy chánh niệm lên đường, những người như vậy tai ương tận lìa. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: như người hiền chặn roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tiếng giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Như người hiền chạm roi, hãy nhật tâm hăng hái với tín giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào duyên sự câu Phật ngôn 143 và câu Phật ngôn 144. Để mày vô lan cái thằng này không đọc. Sáng giờ này giờ của ảnh ăn mà
không có ăn, chưa cho ăn là đã lá rồi, chán thiệt. Câu Phật ngôn 143, 144. Có duyên sự như thế này. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì Ngài đề cập đến một vị trưởng lão tên là Pilotika. Pilotika, quý vị biết làm sao cho nó đúng với từ này. À, cái chữ Pilotika viết ra đúng tên. Vậy rồi khi mà chúng ta trích dẫn câu Phật ngôn trong 4344 nói về cái ông hay lắm, mà cái ông đó tên quên mất rồi, nói vậy là chết quốc nha. Phải nhớ cái tên của người ta. Pilotika, ồ, vậy dồn vô sách mà viết. Cái còn khi mà đọc lên mà viết liền á thì cái đó mới giỏi, chứ còn bây giờ nhiều cuốn sách mà viết thì cũng như người ta rồi. Siết Như Quang đưa lên rõ này ha. Phải mình Phật Đô Bổn Sư trước các vị này, khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên liên quan đến trưởng lão Pilotika đó, nhớ tên này ha, nhớ tên của vị trưởng lão này. Một ngày nọ, Ngài Ananda gặp một cậu bé mặc y phục rách rưới, tay cầm cái chén đi xin ăn. Rồi mới hỏi đứa bé, sao còn sống lang thang như thế này? Xuất gia chẳng phải là cao thượng hơn không? Bạch Ngài, ai sẽ cho con xuất gia? Nghe vậy thì Ngài Ananda mới nói là, ta sẽ cho con xuất gia. Rồi Ngài Ananda dắt cậu bé về chùa, bảo cậu ta tắm rửa sạch sẽ, rồi cho nó thọ đề mục và cho cậu ta đắp y xuất gia. Khi mà trải quần áo cũ vá ra để mà xem thì thấy không có một chút nào mốt lại để làm vải lọc nước. Ông xe gì này mới máng cái quần áo mà rách đó trên một nhánh cây chung với một cái để đi xin ăn. Về sau vì sơ dê ấy tu lên từ thương, gặp thời Phật giáo đang hưng thịnh, lợi lộc phát sinh lên rất là nhiều, ông còn hưởng quá vô chủ cho nên thì đắp những cái mảnh y rất là quý giá. Rồi thân thể phì nộn, ông mới cảm thấy bất mãn tư cách rằng ta cần gì đắp y để cho người đời phát sanh đức tin đến ta. Ta sẽ mặc lại cái bộ y phục cũ rách của ta. Rồi khi đi đến chỗ cái cành cây, ông cầm cái bộ quần áo cũ lên và tự mắng rằng, này kẻ vô sĩ, không biết hổ thẹn, người muốn xả bỏ những cái y lành lặn như thế này để mặc lại bộ đồ dễ rách, cầm cái chén đi xin ăn hay sao? Đây chính là cách ông mượn cái đối tượng để tự mình khuyến giáo lên chính mình. Và nhờ cái sự huấn dụ cảnh giác như thế, tâm của vị sư này lắng dịu. Rồi ra khỏi cái chỗ mà treo quần áo cũ, đẩy sạch được những phiền não trong tâm, ông lại trở ra cái chỗ đó và tự giáo hóa như vậy, nhiều lần như vậy, và làm cho tâm của ông ta lắng dịu. Ông trở mới về chùa. Ông cứ đi lại chỗ cái áo quần cũ rách đó và coi đó là vị thầy của mình. Đó là cái đề mục để ông tu tập. Và sự đi lại của ông khiến cho Chư Tăng thấy lạ và hỏi, đời ơi đâu vậy? Pilotika mới trả lời, bạch các ngài, tôi đến thăm thầy của tôi.
và nhờ lấy quần áo vá cũ của mình lúc trước làm đề mục để một quán tưởng. Vị tỳ kheo Vilotika ngăn được cái tâm bất mãn, tự chế được mình, cho nên không bao lâu chứng đắc thanh quả A La Hán. Vị tỳ kheo khác không còn thấy sự đi lại nữa mới hỏi: này đạo hữu, sao bây giờ đạo hữu không đi viếng ông thầy của đạo hữu nữa? Đây không phải là con đường hành đạo của đạo hữu hay sao? Thì vị tỳ kheo này mới trả lời: bạch các ngài, tôi đến tiếp xúc với thầy để nhờ thầy nhắc nhở. Bây giờ tôi đã đoạn giao với thầy rồi, cho nên tôi không có đến viếng thầy nữa. Chư tăng mới đem sự việc này trình lên Đức Phật và cho rằng cái vị tỳ kheo này khoe pháp bậc cao nhân. Bạch ngài, tỳ kheo Vilotika phạm đại ngôn ngữ. Này các tỳ kheo, thầy đã nói những cái gì? Bạch ngài, thầy đã nói thầy Asele ở trên nhánh cây vậy vậy đó. Khi mà nghe rõ câu chuyện, Đức Phật mới xác nhận rằng đúng là như vậy. Này các tỳ kheo, con trai của Như Lai lúc cần tiếp xúc để được nhắc nhở thì đến viếng thăm thầy, bây giờ đã đoạn giao với thầy, tự mình cấm ngăn lấy chính mình và đã chứng đắc thánh quả A La Hán rồi. Và Đức Phật đã thuyết lên liên tục hai câu Phật ngôn 143 và 144. Thế thì bây giờ đọc cái câu Phật ngôn 144. Câu này nó khó hơn câu 143. Rồi, sa thủ xịt nhiều quá. Aso yatha patro kasa nitvitho ata pino sangwe kino pakwa thasatha yasile na cha viriye na cha samathina thamma vinichaye na cha samban na vichha charana patisatha cha hisatha dukkhamidang anhapakang. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp mạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Và cuối khi mà chấm dứt hai câu Phật ngôn này thì rất nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Do sự này chúng ta thấy rằng tỳ kheo biết thẹn, tự chế mình mỗi lúc tâm phiền não phát sinh, ra chỗ cây treo đồ cũ rách, quán về thống khổ kẻ cùng đinh, lần lần tâm chứng cảnh an vui. Nẻo đến cây rừng vắng tới lui, tăng thấy khắc thường kêu hỏi thử, suy rằng thầy hết nhắc thời thôi. Tăng trách siêu khoe đạo quả linh, Phật rằng ai khéo biết cảm kinh, ngựa hay chẳng đợi gì roi đánh, tín tấn niệm thường định huệ sinh. Rồi câu Phật ngôn 143, 144 kết thúc này đây. Nhưng mà trong câu Phật ngôn này chúng ta thấy cái từ thiền định cùng trạch pháp thầm mau với trà giá, đây là một cái từ quan trọng mà chúng ta phải hiểu cái trạch pháp là gì ha. Bởi vì trong bảy pháp tức là thất giác chi thì cũng có đề cập đến chữ trạch pháp này. Vậy thì chúng ta phải hiểu cái trạch pháp ở đây nói lên cái gì. Và bảy trạch pháp giác chi tức là những chi phần của sự giác ngộ, tức là bốt chanh ga hay là sam bốt chanh ga. Thì điều thứ nhất là niệm giác chi sa tí sam bốt chanh nha. Thứ hai là thăm máu quý trà giá sam bốt chanh nha, trạch pháp giác chi. Điều thứ ba là quý trà giá sam bốt chanh ga, cần giác chi. Thứ tư là vi tí sam bốt chanh ga, hỷ giác chi.
Thứ năm là Prasatthat Prasati Sambochanga tịnh giác gì. Thứ sáu là Samadhi Sambochanga định giác gì. Và thứ bảy Upekkha Sambochanga xả giác gì. Trong những giác chi này thì cái giác chi thứ hai, trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi là cái trí thẩm sát về danh sắc, nhận thức một cách sâu sắc, liễu tri chân thực cái tính chất của pháp, tức là thực tánh của pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Thì đây chữ trạch chúng ta có thể hiểu theo người đời, người ta nói âm trạch và dương trạch. Âm trạch và dương trạch là ám chỉ về cái đất có dương khí và cái đất âm khí. Thì trong chính con người của chúng ta cũng có cái vấn đề đó, tức là những cái về sắc pháp thì gọi là dương trạch, những cái mà danh pháp gọi là âm trạch. Vậy thì chúng ta phải hiểu rõ cái danh sắc trong chính bản thân của chúng ta. Thiền định cùng trạch pháp. Thiền định là gì? Ngoại ly trần tướng, nội tâm bất động. Mà ngoại ly trần tướng, nội tâm bất động trong cái trạch pháp này, tức là chúng ta phải hiểu về cái danh và cái sắc. Chúng ta phải hiểu về cái danh và cái sắc. Khi chúng ta hiểu cái danh cái sắc này, nó vẫn bị vô thường, khổ, vô ngã chi phối. Đó là một thực tính của pháp. Một thực tính của pháp thì như vậy chúng ta phải có cái gì để mà đoạn khổ? Thì phải có đầy đủ minh hạnh túc. Minh hạnh túc cái nghĩa là quý cha chắc là na sampanno. Ở đây là Sampanna Vichcha Charana. Thì thay vì trong ân Đức Phật á, thì quý vị thấy cái hồng danh Vichcha Charana Sampanno, tức là minh hạnh túc. Phải đầy đủ cái này thì khi đó mới đoạn khổ được. Patissata tức là dứt bỏ, đoạn trừ. Như vậy thì trong câu Phật ngôn 143-144, nhờ nhìn những cái đồ mà mình đã bỏ ra, những cái dễ rất đó, và coi đó là vị thầy của mình để hướng tâm tu tập. Và cái vị trưởng lão Philotika đã chứng đạt được thánh quả. Rồi, thời gian con đã chấm dứt. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và kinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ rùm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa cha vá chê nà sô tê vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Dạ. Rất là hoan hỷ bài học khó, nhưng mà quý vị nhiệt tình trong sự học hỏi tầm cầu về giáo pháp. Đây là một điều mà chúng tôi rất là ngưỡng mộ, rất là hoan hỷ với quý vị. Chúc quý vị một ngày an vui, một đêm an lạc. Xin phép được đóng room ạ.